Xin chào, tôi tên là Ngọc Vinh Nguyễn. Nếu quý vị nhận được bộ lá phiếu này cho cuộc bầu cử hội đồng thành phố, quý vị phải bỏ phiếu. Bộ lá phiếu của quý vị sẽ có lá phiếu, thông điệp từ những người muốn quý vị bỏ phiếu cho họ, hướng dẫn bỏ phiếu, phong bì đựng lá phiếu, phong bì đã trả cước phí. Quý vị phải gửi bưu điện các lá phiếu đã điền của mình trước 6 giờ chiều thứ Sáu ngày 25 tháng 10. Để biết thêm thông tin về cách bỏ phiếu, vui lòng truy cập vào trang vec.vic.gov.au. Để nói chuyện với thông dịch viên, vui lòng gọi số 03 9209 0111.